ZGO xin được chào các bạn. Trong cuộc đại chiến thế giới lần thứ nhất, máy bay cánh quạt là một trong những lực lượng chiến đấu chủ chốt của các quốc gia. Súng máy gắn phía mũi máy bay là hỏa lực không thể thiếu. Nhưng làm thế nào để những khẩu súng máy đó lại có thể nhả đạn đều đặn mà không phá hỏng phần cánh quạt đang quay rất nhanh ở phía trước? Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về lịch sử của phát minh đặc biệt đó. Khi Thế chiến thứ nhất nổ ra, những chiếc máy bay vẫn chỉ được xem là phương tiện trinh sát, thu thập thông tin. Những phi công thời bấy giờ bắt đầu nghĩ đến chuyện thả bom từ trên cao hay gắn thêm súng máy vào máy bay để tấn công, mặc dù hành động này vẫn chưa nhận được sự tán thành, thậm chí còn bị chỉ trích. Các giải pháp ném bom từ trên máy bay lúc bấy giờ thường gây tốn kém vì có độ chính xác rất thấp. Những thí nghiệm đầu tiên được các kỹ sư người Pháp và người Đức thực hiện, nhưng nó không được đánh giá cao vì nhiều khó khăn phải đối mặt khi những khẩu súng có thể bắn về phía trước sẽ phá nát cánh quạt kéo của máy bay lúc bấy giờ. Tuy nhiên, suy nghĩ về chiếc máy bay chiến đấu bắt đầu thay đổi kể từ khi cuộc chiến nổ ra tại châu Âu. Những chiếc máy bay trinh sát được sử dụng cho cả hai mục đích là thu thập thông tin và đánh trả hoạt động thăm dò của kẻ thù. Do đó, thế hệ máy bay chiến đấu đầu tiên ra đời với tên gọi là máy bay trinh sát chiến đấu, phần lớn chúng là những chiếc máy bay hai chỗ ngồi với một phi công điều khiển và một quan sát viên thu thập thông tin. Thời kỳ đầu, quan sát viên được trang bị một khẩu súng lục ổ quay, một khẩu súng trường hay thậm chí là một quả lựu đạn cầm tay để tấn công máy bay địch. Độ chính xác và cự ly hoạt động hiệu quả của những vũ khí này nhìn chung rất kém và việc bắn hạ một mục tiêu di chuyển trong không gian ba chiều như máy bay là điều gần như không thể, vì nó chỉ phù hợp để bắn hạ các mục tiêu di chuyển trong không gian hai chiều như di chuyển trên mặt đất chẳng hạn. Và thế là họ bắt đầu nghĩ đến việc đem những khẩu súng máy, vũ khí quan trọng hàng đầu tại các cuộc đụng độ trên mặt đất lên máy bay. Nói là vậy nhưng việc thực hiện lại rất khó khăn bởi các phi công và nhà thiết kế nhanh chóng rút ra kết luận rằng vị trí hiệu quả nhất để lắp súng máy là ngay phía trước buồng lái. Vị trí này cho phép phi công nổ súng trong khi nhắm bắn bằng cách hướng mũi máy bay về phía mục tiêu. Không chỉ hỗ trợ việc nhắm bắn chính xác hơn, vị trí lắp đặt này còn giúp phi công nạp lại đạn hay tháo những viên đạn đang kẹt dễ dàng hơn. Thế nhưng, vị trí lắp súng trước buồng lái được xem là bất khả thi trên mọi máy bay dùng động cơ cánh quạt bởi những loạt đạn rất nhanh của súng máy có thể làm hỏng hay phá hủy hoàn toàn các cánh quạt. Để tránh vấn đề trên, những khẩu súng máy thường được lắp đặt tại cánh trên của những chiếc máy bay hai tầng cánh để tránh bắn thẳng vào cánh quạt. Thiết kế này giải quyết được vấn đề như bắn vào cánh quạt, nhưng lại rất khó để phi công có thể vừa bay vừa nhắm bắn mục tiêu. Ngoài ra, việc nạp lại đạn cho khẩu súng cũng là một thách thức, bởi phi công phải đứng lên ghế để làm điều này trong khi điều khiển máy bay. Kết quả là giải pháp gắn súng máy trên tầng cánh trên vẫn không khả thi. Nó lệ thuộc hoàn toàn vào một xạ thủ sẽ đứng và vận hành khẩu súng. Toàn thân sẽ bị buộc bởi một đai an toàn để đảm bảo họ không bị rơi ra trong quá trình máy bay nhào lộn khi chiến đấu. Trường hợp máy bay bị bắn hạ bằng súng máy đầu tiên xảy ra vào tháng 10 năm 1914 khi xạ thủ trên một chiếc máy bay hai tầng cánh Voisin 3 của Pháp đã sử dụng khẩu súng máy Hotchkiss bắn rơi máy bay trinh sát Aviatik C-1 của Đức. Tuy nhiên, con số này là không nhiều. Người Anh thì vẫn nghĩ rằng một khẩu súng lắp tại mũi máy bay là câu trả lời tối ưu nhất, nhưng họ vẫn chưa tìm ra giải pháp để đường đạn tránh cánh quạt của động cơ. Không lực Hoàng gia Anh đã thử nghiệm thiết kế máy bay dùng động cơ cánh quạt đẩy, tức là một cánh quạt được lắp ở phía đuôi máy bay để đẩy máy bay về phía trước, nhờ đó phi công có thể vận hành một khẩu súng lắp tại mũi máy bay. Tuy nhiên, giải pháp này có vẻ không thực sự tốt, bởi nó không cho phép máy bay vận động linh hoạt như thiết kế động cơ cánh quạt kéo. Người Pháp thay vào đó đã tìm kiếm một cách tiếp cận khác. Phi công nổi tiếng Roland Garros đã đề xuất với nhà thiết kế máy bay Raymond Saunier về việc tìm một giải pháp khai hỏa khẩu súng máy Hotchkiss cỡ nòng 8mm xuyên qua cánh quạt. Họ phát triển các cánh quạt bọc thép, kết hợp những tấm khiên hình tam giác. Chức năng của nó là khi đạn từ khẩu súng máy bắn trúng cánh quạt thì sẽ bị bật ra ngoài. Garros đã thử nghiệm loại cánh quạt bọc thép có gắn nêm tản đạn này trên chiếc máy bay chiến đấu Morani Saunier vào tháng 4 năm 1915. Và ngay sau khi cất cánh, Garros đã bắn hạ hai chiếc máy bay trinh sát Albatros của Đức. Ông được xem như một người hùng.
Thế nhưng thiết kế của ông làm giảm đáng kể hiệu năng của động cơ cánh quạt. Trong một cuộc oanh tạc lớn, máy bay của Garros bị dính đạn súng trường làm thùng nhiên liệu bốc cháy, khiến ông bị quân địch bắt. Thiết kế cánh quạt bọc thép, khiên tản đạn và kết cấu lắp súng máy của người Pháp đã rơi vào tay người Đức. Thiết kế của Garros được giao cho chuyên gia Hà Lan là Anthony Fokker đang làm việc tại nhà máy của Đức. Nó đã gợi ý cho Fokker phát minh ra cò đồng bộ hay còn gọi là Synchronization Gear. Giải pháp này giúp cân chỉnh cò súng với động cơ sao cho khẩu súng không nhả đạn lúc cánh quạt quay tới vị trí che đường đạn. Fokker không phải là người đầu tiên nghiên cứu ý tưởng này, mà trên thực tế, người Thụy Điển và người Pháp đã thử nghiệm cơ chế tương tự vào năm 1913 và 1914, rất tiếc là họ không thành công. Fokker đã kiên trì hơn, chỉ trong vài ngày sau khi có được các công nghệ quý giá của Garros, ông đã thành công trong việc chế tạo một hệ thống đồng bộ có thể dùng được. Thiết bị này được sử dụng để liên kết khẩu súng máy MG-14 của Đức với động cơ của chiếc máy bay Fokker loại một chỗ ngồi một tầng cánh. Trái tim của cả hệ thống là một bánh cam được gắn vào quay với trục xoay của cánh quạt động cơ. Đầu tiên khẩu súng được gắn trước buồng lái và nạp đạn, sau đó phi công kéo một tay cầm để mở cò súng. Tay cầm này sẽ hạ một chiếc cần dẫn xuống bánh cam. Chiếc bánh cam có thiết kế không phải tròn hẳn mà có một chỗ lồi. Mỗi khi bánh cam quay theo vòng quay của cánh quạt, phần lồi sẽ đẩy cần dẫn hướng lên, khiến thanh nối với cò bị đẩy về phía sau, kích hoạt khẩu súng giống như khi chúng ta dùng ngón tay siết cò. Phần lồi trên bánh cam được thiết kế và lắp đặt tại một vị trí sao cho cò súng chỉ được kích hoạt khi cánh quạt động cơ không chắn đường đạn theo chuyển động quay. Sau khi thử nghiệm thành công và chứng minh sự hiệu quả, Ban Thanh tra Lực lượng Không quân của Đức đã đặt hàng hàng loạt chiếc máy bay Fokker E-1 với hệ thống cò đồng bộ, và những chiếc máy bay này bắt đầu đưa đến chiến tuyến phía Tây. Đến nửa đầu năm 1916, Đức đã thống trị bầu trời Tây Âu nhờ những chiếc máy bay chiến đấu E-1, E-2, E-3 được lắp súng máy. Những chiếc máy bay của Pháp và Anh liên tiếp bị máy bay Đức bắn hạ, đến nỗi Pháp buộc phải hủy các nhiệm vụ đánh bom vào ban ngày, còn Anh thì trung bình mỗi ngày mất 2 máy bay. Mặc dù công nghệ cò đồng bộ của Fokker đã được Đức bảo vệ rất nghiêm ngặt, nhưng cuối cùng chiếc Fokker E đã bị rơi vào tay của quân đồng minh và các nước bắt đầu phát triển những phiên bản cò đồng bộ khác nhau. Một loạt mẫu phi cơ chiến đấu của Anh, Pháp trang bị súng máy và cò đồng bộ được giới thiệu. Mặc dù hiệu năng của chúng không cao do tốc độ bắn quá chậm ở tốc độ bay thấp, vì cánh quạt quay chậm thì súng máy cũng sẽ bắn chậm, và kết nối giữa súng và động cơ thường rất hay hỏng, nhưng quân đồng minh ít ra đã gần bắt kịp được Đức. Trước mắt các bạn là một số mẫu máy bay của Anh, Pháp chế tạo sau khi đánh cắp được công nghệ của Đức. Tháng 3 năm 1917, nhà phát minh người Romania có cái tên đọc méo hết cả mồm là George Constantinescu đã phát triển hệ thống cò đồng bộ là cò CC hay còn gọi là CC Gear. Điểm cải tiến trên hệ thống này là nó dùng một ống chất lỏng để tạo lực đẩy lên cò súng. Phát minh của Constantinescu đáng tin cậy hơn và cho tốc độ bắn cao hơn, gần với súng máy thông thường. Thiết kế này được dùng làm tiêu chuẩn trên những chiếc máy bay chiến đấu của Anh cho đến khi Thế chiến thứ 2 nổ ra. Cò đồng bộ vẫn là một thành phần quan trọng trong thiết kế máy bay chiến đấu và được áp dụng cho nhiều loại máy bay khác. Đặc biệt là nó có sự cải tiến công nghệ quan trọng đối với tháp súng gắn trên máy bay ném bom. Những tháp súng này được thiết kế sao cho có thể xoay, nâng cao các góc bắn rộng để vừa tấn công vừa bảo vệ máy bay trước các tiêm kích nhỏ. Để tránh tình trạng đạn vô tình bắn vào máy bay khi xạ thủ xoay tháp súng, các kỹ sư đã phát triển một hệ thống sử dụng nam châm điện nhằm vô hiệu hóa khẩu súng tại một số vị trí nhất định trong phạm vi khai hỏa. Khi súng được đưa vào vị trí cấm, dòng điện bị cắt và cò sẽ bị vô hiệu hóa. Về cơ bản thì đây là giai đoạn chạy đua vũ trang khá khốc liệt, đặc biệt là giữa các nước châu Âu. Thật đáng tiếc Việt Nam trước đó từng có nhiều cơ hội tham gia những sân khấu cùng bạn bè thế giới nhưng lại quyết định đóng cửa khá đường đột. Trước mắt các bạn là những chiếc máy bay dùng cơ chế cò đồng bộ cuối cùng, chiếc Iakolev 9 được dùng bởi quân đội Bắc Hàn trong chiến tranh Triều Tiên. Nó dần biến mất vì sự ra đời của máy bay chiến đấu dùng động cơ phản lực, còn súng máy thì vẫn được gắn ở phía trước hoặc trong cánh và được xem như một trang bị quan trọng cho đến khi tên lửa dẫn đường không đối không ra đời. Như vậy, chúng ta đã nghiên cứu cơ bản về cơ chế giúp cho súng máy có thể bắn xuyên qua cánh quạt kéo của máy bay.
ZGO xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.